mọi người ơi, ở đây là cái cầu đèo 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 gì nhỉ? Cầu đất hả? Ờ, đây là đèo Đờ Ran rồi nhá. Hay còn gọi là đèo gì? Đèo cầu đất nữa. Ở hai tên. Từ lúc đến giờ mình quay mà mình cũng không biết là đèo gì nữa. Mà nó đẹp quá. Đó, may mà vẫn quay được cho mọi người xem nhá. À, bị lỗi kỹ thuật các bạn ơi. Cứ đứng chờ anh Trung mãi trên đó khoảng hơn 20 phút. Hơn 20 phút đấy. Thì gọi điện xong rồi anh gọi lại thì anh đã vượt mặt mình từ lúc mình mua, mình nghe điện thoại xong rồi mình mua thuốc tây kìa các bạn ạ. Như vậy là bây giờ đang giáo dít để đuổi theo anh này. Đó là nếu mà như vậy thì anh đã đi quá xa rồi. Quận 7 Đắk Lắk. Trấn Đờ Ran, huyện Đơn Dương. Đây là thị trấn Đờ Ran, tức là đi xuống cái đổ đèo Đờ Ran cái là sẽ là tới thị trấn Đờ Ran của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, vẫn đang là tỉnh Lâm Đồng các bạn. Chạy thẳng con đường này sẽ là ra quốc lộ 27 các bạn nhé. Lúc này trên cái đường trên kia thì là con ngã ba, thì nếu chúng ta rẽ tay phải á thì là sẽ đi Vinhom, còn rẽ tay trái này sẽ ra Ninh Thuận. Văn Rang này, Văn Rang 72 km này các bạn. Wow, 72 km nữa. Bây giờ là 5 giờ rồi, hơn tiếng nữa. Do lúc nãy là mình đứng mình chờ anh Trung lâu quá, hơn 20 phút. Các bạn ơi, đây là đèo Ngoại Mục. Đèo Ngoại Mục các bạn ạ. Qua thị trấn Sơn Dương, chúng ta sẽ tới đèo Ngoại Mục. Ok. Wow, ngôi chùa. Wow, cái gì? Địa phận Ninh Thuận rồi các bạn ơi. Đây là địa phận Ninh Thuận. Như vậy là đèo Ngoại Mục là ngược lại. Chẳng lẽ đèo Ngoại Mục là đèo Phật Ran đó à? Đà Ran đó à? Sao nó vậy quá? Đã đến địa phận của Ninh Thuận rồi này. Nước hai bên đường. Thế mình lùa thôi, lùa theo anh Trung thôi. Không có thời gian nghỉ nữa rồi. Không, đây là đèo Ngoại Mục các bạn ạ. Đây là đèo Ngoại Mục. Chính xác luôn, chứ không phải là đi ngược lại bên kia đâu. Đây là đèo Ngoại Mục này. Mình quay cho các bạn xem cái đèo Ngoại Mục các bạn nhá. Đẹp. Trời tối lắm. Không biết là cái hình ảnh bảo cái GoPro nó có đẹp không các bạn ơi. Và cái GoPro của mình cũng không biết là còn bao nhiêu phần trăm pin nữa. Mình đi số thấp thôi. Khá nguy hiểm. Đèo Ngoại Mục thì nó đẹp khác đèo Phật Ran đấy. Đèo Phật Ran thì đây, đèo Ngoại Mục bên cạnh mình là đồi núi này. Quá sợ cái xe. Nguy hiểm thế nhỉ. Ha ha, đã gặp được anh Trung. Lúc nãy mình quay cái đèo Ngoại Mục cái là mình vượt anh luôn. Đây là đèo Ngoại Mục đúng không? Đúng. Thì đó, lúc nãy em đang đi view giờ thì em lại thấy là lạ. Đây các bạn. Đèo Ngoại Mục á thì lại là thuộc địa phận của Ninh Thuận các bạn nhá. Không còn thuộc địa phận của Lâm Đồng nữa đâu. Địa phận Lâm Đồng thì chỉ có đèo Đờ Ran lúc nãy mình qua đó thì là thuộc địa phận của Lâm Đồng. À, bên này có một ngôi chùa khá là đẹp. Đấy, cái gì? Tâm thiện tai. À, bên lề đường luôn. 85 là Ninh Thuận. Ok, đi anh. Đèo nguy hiểm anh. Đi các bạn ơi, chúng ta khám phá đèo Ngoại Mục nhá. Đèo Ngoại Mục. Có một miếu này. Đèo này nguy hiểm à. Mình chưa có nhận xét gì, tại vì vừa mới đi được đoạn. Xong anh Trung gọi này vòng lên đó các bạn, cái đoạn lúc nãy ấy. Ok.
Đây, lại tiếp tục đi các bạn ơi. Lại xuống quay lại lần nữa cho các bạn xem. Vực sâu nguy hiểm hả? Kia là, đây là đất địa phận của Ninh Thuận này. Ok, đi thôi, không tối các bạn ạ. Trời nó tối rồi, mới có 5 giờ thôi nhưng mà nó là tối rồi. Mình sẽ cố gắng đi chậm để review cho các bạn cái đèo ngoài mục này các bạn nhé. Mình nhìn thấy đồi dốc nó cũng hơi ác đó các bạn ạ. Mình đứng trên này này cho các bạn xem luôn. Đứng trên này các bạn nhé. Đấy, đứng trên này này, mình nhìn thấy đèo luôn này, các bạn thấy chưa? Đấy, đèo nó tuôn hút trước kia kìa, thấy chưa? Wow, trời, hình ảnh nó hơi tối một xí. Ở dưới là thành phố đằng dưới thôi. Đèo ngoài mục này mình cũng không biết là nó chiều dài của nó là bao nhiêu, mình cũng không đọc kỹ cái đoạn chỗ kia. Thì các bạn nào mà dành cái này thì comment đằng dưới cho Hiếu nhá. Ok, mình bật cái đèn lên. Rồi, sẽ thấy nhau. Wow, đứng đây là thấy con đường nó ngoằn nghèo. Wow, mình đứng lại một lần nữa cho các bạn xem này. Wow, kinh thật. Đây đây, nó hai cấp độ đường luôn. Cho các bạn xem nhá. Lại một lần nữa này. Đó, các bạn thấy không? Cái đường nó xuống này, xong đường xuống cái này này này. Kinh không? Ơi. Wow, đi thôi. Wow. Ok đi các bạn ơi, đèo Ngoạn Mục. Mình cứ tưởng là đèo Ngoạn Mục nó thuộc Lâm Đồng nhưng không phải các bạn ạ. Đúng là có đi mới học hỏi được. Đèo Ngoài Mục nó thuộc Ninh Thuận các bạn nhá. Đi chậm. Đây là quốc lộ 27 rồi các bạn này. Đây là quốc lộ 27 rồi. Đèo Ngoạn Mục. Đường dưới là vực này, trên là đá này. Hôm nãy mình đến đoạn này rồi. Đường dưới là vực không này. Con đường kìa. Khiếp nhỉ. Đi thưa anh, con đường khiếp rồi đấy. Cái đèo này không đơn giản các bạn ạ. Nó không đơn giản giống đèo đèo Đà Ran trên kia, đèo hoặc là đèo Phờ Ran. Đèo này nó nguy hiểm hơn nhiều. Đèo Chuối cũng không nguy hiểm bằng con đèo này các bạn nhá. Đường dưới này là vực sâu luôn đấy. Ở bên tay phải mình là vực sâu. Đường trên là đá. Vách đá luôn. Wow. Hơi phê các bạn ơi. Đường trên là chúng ta thấy được luôn đấy. Đây là đèo Ngoạn Mục. Trời nó khá là tối nên không biết là cái hình ảnh mình quay cho các bạn có nét được không. Xe này. Lúc nãy cái clip lúc nãy á, mình bắt các bạn thấy không, ô tô nó đi rất là ẩu luôn. Đi đèo mà ô tô nó đi ẩu. Đường thì khá là ok. Đường thì cũng được, chấp nhận được. Mặt đường đẹp, phẳng. Wow, đồ cua này. Đồ cua hơi gắt đấy các bạn ạ. Mình thấy là đồ dốc khác. Rất là lòng mèo. Không biết là bao nhiêu khúc cua nhỉ. Các bạn nào đã thống kê được đèo Ngoạn Mục này có bao nhiêu khúc cua không chưa ta? Nếu biết rồi các bạn comment cho Hiếu xem nhé. Không biết đi câu vừa rồi của mình còn bao nhiêu phần trăm pin nữa. Hồi hộp quá. Còn quay cũng nhiều đấy các bạn. Để hôm nay đi còn quay cho các bạn cùng xem cũng nhiều. Đã là tối rồi. Ok. Đường này thì lại hơi nhấp nhô, mặt đường nó không phẳng nữa, hơi nhấp nhô.
chuối, chuối trồng hai bên, à, một bên chứ, chuối một bên. Đây là quốc lộ 27, đèo ngoại mục. À, bên này còn có hoa quỳ, hoa giá quỳ á. Mình vẫn đi số thấp các bạn nhá. Mình vẫn chỉ đi số 4. Đấy, đây, hoa giá quỳ này. Rất đẹp. À, rất là may ngày hôm nay không có mưa. À, anh em đi quay video rồi lượn lò tham quan rất là đẹp luôn. Wow, con đường này có đường tránh nạn luôn, chứng tỏ là độ dốc hơi ác đấy. 2 km nữa sẽ có một đường tránh nạn. Đó. Ví dụ như những cái đèo chuối thì không có đường tránh nạn này. Đèo Đà Ran cũng không có đường tránh nạn này. Đèo Phà Ran cũng không có luôn. Đà Ran là khác, một đèo Phà Ran là khác. Còn đây là đèo Ngoạn Mục. Hôm nay là mình đi khá là nhiều đèo. Khá là nhiều đèo các bạn ạ. Nói chung là chúng ta đi đèo thì cứ đi đúng phần làn đường của mình. Và thứ hai là đi đúng tốc độ thôi các bạn ạ. Đi cho điềm đạm thôi. Chứ đừng có ôm cua bạo lực quá. Ờ, có mấy cái miếu kìa. Chứng tỏ là ở đó là từng xảy ra tai nạn. Đường chỗ này thì nó sửa chắp vá lại á, nó không được đẹp cho lắm. Và đi lên đây lạnh lắm các bạn ạ. Trời nó tối nữa, không biết mình quay có được cho các bạn xem không. Hoa giá quỳ này. Mình mới kiểm tra pin của cái GoPro các bạn ạ. Chỉ còn có 10% pin thôi. Không biết là mình có quay hết được con đèo Ngoạn Mục này không. À, nếu mà không hết được thì cũng mong các bạn thông cảm nhá. Còn nếu hết được thì đẹp quá, tốt quá. 85, Ninh Thuận. Ờ, à, đèo Ngoạn Mục này cũng khá là đẹp đấy các bạn ạ. Với... đồ dốc cũng khá là có chỗ thì đồ dốc ác, không có chỗ đồ dốc nó bình thường, nhìn chung là cũng ác. Hả? Hai bên đường thì có hoa giá quỳ đẹp, nói chung là đẹp. Đây vẫn là đang là quốc lộ 27. Mình tưởng là quốc lộ 27 nó kết thúc ở Đà Lạt kia chứ. Hóa ra là nó chạy xuống đây. Vậy là nó sẽ kết thúc ở... quốc lộ 27 này nó sẽ kết thúc ở quốc lộ 1A của Ninh Thuận. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi các bạn. Đúng rồi. Đây là đèo Ngoạn Mục. Đi ra đâu? Quốc lộ 27 đường lánh nạn. Chỗ này cứ có 2 km là lại có một đường lánh nạn, xe chạy chậm. Ờ, mình không phải nói tâm linh chứ các bạn ạ. Các bạn nhìn hai bên đường á là có những cái miếu nhỏ á, đó là những cái vụ tai nạn đó các bạn ạ. À, mình đi chạy chậm đâu. Đây có một cái này, đi đến đây mình hơi dùng mình này. Đó. À, thấy không? Để chúng ta đi hết sức cẩn thận, bên này là một cái này này. Chúng ta đi cẩn thận các bạn ơi. Mình tự nhiên nói đến đó là thấy rùng mình. Hơi rùng mình. Trời khá là tối. Wow. Không biết cái GoPro của mình có kết thúc được con đèo này không. 85 Ninh Thuận.
cái độ dốc vừa là đá lở nữa, đằng trên là núi đá, đằng dưới là vực sâu, nên họ phải làm mấy cái ta ly ở bên lề đường á. Xe liều thế, mình đã nhá đèn là không cho lên rồi, cứ có lần chết. Mình đã nhá đèn rồi. Đó, bên tay trái là có một cái miếu các bạn này, bên cạnh thác luôn. Ồ, có cái thác này, hai cái thác gần kề nhau luôn. Nói chung là mình đi chậm, mình đi số 4 thôi, xuống dốc liên tục mà. Bơm nước giải khát lúc này lại có này, chứng tỏ là rất là nhiều tai nạn các bạn ơi. Ông thật sự luôn. Ở đây có một quán nước, hai quán nước, ba quán nước. Mình đi như cái đèo chuối á, thì lại ít. Đèo chuối này, đèo Đà Ren lúc nãy vừa mới qua này, cũng có lô 27 luôn đấy, thì lại ít những cái miếu đó các bạn nhá. Nhưng mà đi xem con đào và đèo ngoài mục này thì rất là nhiều cái miếu đó luôn, chứng tỏ là nơi đó đã từng xảy ra tai nạn mà chết người. Phan Rang 58 cây nữa. Nếu như chúng ta vượt qua đèo ngoài mục này vào buổi trưa hoặc buổi sáng thì mình tin chắc rằng những hình ảnh mình quay nó sẽ đẹp hơn. Wow, các bạn ơi, có việc gì không anh ơi? À, người dân ở đây có đường ống nước kìa. Chắc là đường ống dấm dầu đi từ trên trên núi ca xuống kìa. Đây à, để mình xem nào. Chỗ này đây các bạn ạ, có một cái đường ống nữa, ống dẫn dầu. Chiều cao an toàn là 4m7 này. Rồi đâu rồi, đây 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 đây, mình chạy chậm lại, review cho các bạn xem. Đây các bạn, có đường ống, hai đường ống này. Đó, chắc là trạm bảo vệ. Chào bảo vệ đường ống, hai đường ống dầu này, to chưa? Wow, chiều cao 7m, chiều cao 4m7. Đây là ba đường ống luôn, chứ không phải hai đường ống, ba đường ống luôn, ba đường ống dầu. Đáng thật, không phần xử miễn vào. Rồi tiếp tục các bạn, tiếp tục tranh thủ đi thôi, không tối rồi, anh Trung thì đi trước rồi. Chỗ này trồng chuối, cái này đáng lẽ phải là gọi là đèo chuối, tại vì trồng chuối. Chắc có lẽ là cái tên đèo ngoạn mục á, thì nó cũng thể hiện được cái hùng vĩ, cái ngoạn mục, cái cua gắt, cái nguy hiểm của con đèo này đó các bạn ạ. Sao ngày xưa đặt tên theo những cái độ nguy hiểm hay là những cái vẻ đẹp gắn liền với con đèo đó, hoặc là địa danh gắn liền với đi con đèo đó các bạn nhá, chứ không lý do gì mà lại có cái tên là đèo ngoạn mục hết. Ngoạn mục chắc là cua nhiều. Ý tả miêu tả sự nguy hiểm của con đèo, trên là núi đá, dưới là vực, và có thể là một cái vẻ đẹp của đèo ngoạn mục nữa, mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn đẹp. Cái hình ảnh mình quay lúc chiều tối này, 5 rưỡi rồi, 5 rưỡi mà như thế là 6-7 giờ ấy các bạn ạ. Trời nó khá là tối luôn. Không biết là có đẹp hay không, thôi các bạn xem thông cảm nhé. Wow, đoạn này cua gắt quá các bạn này. Cua gắt quá, người ta phải làm ta ly này. Đó. Wow, này giống chữ U á. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm các bạn ạ, giống cái chữ U á. Đây anh Trung đây, đường dưới chúng ta có thể nhìn xuống thành phố được đó các bạn ạ, đường dưới là chúng ta có thể nhìn xuống thành phố được nhé. Rồi mình lại tiếp tục đi quay cho các bạn, tại vì sắp hết pin rồi.
rồi các bạn ơi. Tân Sơn 19 km nữa. Chúng ta bắt đầu đổ đèo các bạn ạ. Đổ đèo. Đổ đèo các bạn. Đổ đèo nên đi thứ này là thành phố các bạn này. Đổ đèo nên đi số thấp thôi. Wow. Là một đường ống dẫn dầu. Hai đường luôn. Dẫn dầu với dẫn nước nhỉ, cho mình nghĩ là dẫn dầu chứ. Cùng ba đường giống lúc nãy. Đường ống dẫn dầu đó các bạn ạ. Ồ, cái thác đẹp chưa. Ê, nếu có thời gian là mình phải đứng lại mình chơi, chụp quay cho các bạn này xem. Nhưng mà rất tiếc là tối rồi, tranh thủ xuống đèo thôi. Con đèo này mình để ý rất là nhiều những cái miếu nhỏ nhá, chứng tỏ đã xảy ra rất là nhiều tai nạn. Nó cũng không khác gì đèo Hải Vân các bạn ạ. Nhưng đèo Hải Vân thì chiều dài nó 21 km. Bây giờ thì nó cũng đã làm đường to lên, cũng đỡ nguy hiểm hơn. Đèo Hải Vân thì cũng một bên là vực, một bên là núi. Đèo này cũng vậy, một bên là vực, một bên là núi các bạn ạ. Bây giờ là chúng ta đổ đèo. Đường số thấp. Số 3 thì nó nguy quá. Đấy. Do mình đi sau cái xe tập lái nên nên rất là. Rồi mình về số 4 để cho nó trôi nó mạnh hơn. Đào 15K, Ngọc Duy, Cơm Bình Dân. Mình sẽ xuống thành phố Văn Giang mình ăn thôi các bạn ạ. Ở chỗ này đứng dừng chân này. Chắc có lẽ là mình cũng nghĩ là sắp hết đèo rồi. Mình không nhớ là bao nhiêu km đâu, tại vì mình cũng không tìm hiểu á. Ở trên này đang xây dựng cái gì đây. Wow, chỗ này mình xuất phát thôi. Có lại cái miếu kìa. Nguy hiểm thế nhỉ. Đơn vị bảo vệ nhà máy thủy điện Đa Nhiêm. À, nhà máy thủy điện Đa Nhiêm đây. Đây là nhà máy thủy điện. Nhà máy thủy điện Đa Nhiêm cùng mình cũng nghe tên tuổi khá nổi tiếng. Nhưng bây giờ mới biết các bạn này. Tối quá rồi, không biết quay các bạn có thấy được gì không? Tại vì cái GoPro thì quay buổi tối nó khá là hạn chế. Nó thiếu ánh sáng là nó khá hạn chế các bạn nhá. Rồi, quay được đến đâu thì quay cho các bạn xem. Đây là điều điểm dừng chân này. Quán cơm này, quán nước này. Bên dưới chân của đèo Hoàn Mục. Đây, mình cũng nghĩ là đèo Hoàn Mục nó đã kết thúc rồi các bạn ạ. Đây, ghi cái gì? Wow, đường cái này hơi sâu. Wow. Rồi, số bảo vệ đường sẽ là wow, có mù. Wow, có một cái nhà vườn. Wow. Đến chỗ này thì
đồ dốc không còn nhiều, góc cua cũng không còn nguy hiểm nữa rồi. Ok, sắc của mình cũng xin kết thúc clip tại đây thôi các bạn ạ. Tại vì nếu như mà hết rồi, hết đèo Hoàn Mục đến đây là hết rồi. Đây là chân đèo rồi, rất là nhiều quán ăn và điểm dừng chân, đó lại là chân đèo rồi đó. Và cái máy quay của mình nó cũng chắc là hết pin rồi, thiếu pin là hình ảnh nó sẽ không tốt các bạn ạ. Rồi, ok các bạn nha.